Cách kiếm tiền với nhạc thư giãn, nhạc thiền, nhạc ru ngủ. Ta sẽ tìm một bản nhạc nào đó miễn phí, không có bản quyền. Rồi sau đó hãy tìm những bức ảnh cũng miễn phí, không có bản quyền. Ghép chúng lại với nhau, ta sẽ có những bản nhạc thư giãn dài đằng đẵng hàng chục tiếng đồng hồ. Mọi người sẽ vào xem, những ai khó ngủ, căng thẳng, chết họ sẽ vào nghe hàng chục tiếng đồng hồ. Mỗi người và bạn sẽ có một thu nhập đáng kể ngoài sức tưởng tượng từ việc làm đơn giản này. Đừng quên like, subscribe kênh của mình nhé. Với những bản nhạc ru ngủ, thư giãn, những bản nhạc không lời này, ta nên chọn những cảnh, những hình ảnh đơn giản, dịu nhẹ để làm hình nền nhé. Ví dụ như ảnh này, này sẽ đưa những người bị căng thẳng, stress, khó ngủ vào một cảnh thiên nhiên tươi đẹp, một âm nhạc du dương, từ đó dẫn dắt họ đến giấc ngủ triền miên. Sau một đêm ngủ ngon, họ sẽ khỏe khoắn, thoải mái và họ sẽ quay lại xem video của bạn nữa. Thật tuyệt vời đúng không nào? Ngoài ra, ta còn có vô số các hình ảnh phù hợp, tùy theo nhạc mà bạn chọn hình ảnh phù hợp nhé. Có thể là cây cỏ, núi rừng, chim cá và những đồng lúa mênh mông, hoặc là suối chảy róc rách. Ảnh động, ảnh tĩnh, tùy bạn. Thật tuyệt vời đúng không nào? Với cuộc sống và công việc bộn bề hiện nay, những cảnh đồng quê thiên nhiên là tuyệt nhất để đưa ta về với thời tuổi thơ ở làng quê nọ. Có ông bà, cha mẹ hồi ta còn nhỏ. Đỉnh. Cuộc sống ngày nay người ta chỉ mong tìm về những cảnh yên bình, những âm thanh thư giãn hết sức thư giãn. Có thể một video chỉ một tấm ảnh thôi, hoặc nhiều tấm ảnh, tùy theo kỹ thuật của bạn. Và đây, tôi chỉ làm bằng điện thoại, sơ sài đơn giản,
để demo cho bạn thôi nhé. Quá tuyệt phải không nào? Bằng điện thoại chúng ta cũng có thể kiếm được tiền để vượt qua đại dịch Covid tại nhà mà không cần phải đi đâu cả. Đừng quên là phải có internet 3G wifi đó nhé. Với những bạn nhạc du dương thì hình ảnh này còn gì bạn? Ta sẽ chỉnh góc nhìn cho hợp lý. Chú ý những bức ảnh càng có nhiều lượt thích càng hấp dẫn, cuốn hút người xem người nghe với những bản nhạc thư giãn của bạn nhé. Đưa ta về nguyên thủy loài người. Khao khát sự bình yên. Mùa thu lá rơi. Hãy nhớ tìm những trang web có nhạc và hình ảnh miễn phí để ghép chúng lại với nhau để tránh vi phạm bản quyền bạn nhé. Nếu vi phạm bản quyền là ta sẽ bị xóa kênh luôn đấy. Không còn hoạt động YouTube kiếm tiền gì được nữa đâu. Nói rằng tạo ra một kênh YouTube tốn khá nhiều thời gian và công sức. Sau khi ta đã tạo được ra hàng trăm video rồi mà bị một vài video vi phạm bản lợi quyền, do đó bị xóa kênh thì thật là đáng tiếc phải không nào? Nếu các bạn thấy video này thú vị, nhớ đăng ký giùm mình một like, một subscribe nhé và chia sẻ cho mọi người. Đây là cách
mà mình có thể làm được và hướng dẫn nhiều người cùng làm không rườm rà như những video hướng dẫn kiếm tiền khác. Họ chỉ quá trời nhưng mà mình chẳng làm được gì. Phần lớn là có thu phí học làm theo, đôi khi vào học lại làm không được. Video của chúng ta kết thúc ở đây.